Kênh tạp chí online xin kính chào quý vị các bạn. Chủ đề của video hôm nay là 7 nguyên nhân trẻ sơ sinh biếng bú và cách giúp mẹ xử lý đúng cách. Trẻ biếng bú là một trong những bài toán rất là khó làm mẹ ở những tháng đầu tiên. Những kinh nghiệm sau đây sẽ giúp mẹ nắm bắt được các nguyên nhân biếng bú và biện pháp xử lý nhanh để chóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Tại sao trẻ biếng bú? Và dưới đây là một số nguyên nhân trẻ biếng bú thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo. Do hệ tiêu hóa kém, các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, loạn khuẩn đường ruột hay rối loạn do sự co bóp dạ dày sẽ gây ra tình trạng trẻ buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và hay táo bón. Những vấn đề này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng biếng ăn, biếng bú ở trẻ sơ sinh. Thứ hai, trẻ bị nấm lưỡi. Nấm lưỡi hay còn gọi là tơ lưỡi là do một loài nấm candida gây ra. Khi bị nấm lưỡi, lưỡi và lợi của trẻ sẽ có nhiều vết loét nhỏ, trú ngụ dưới những lớp màng trắng. Nếu để lâu, nấm sẽ loang ra khắp lưỡi và gây ra mất vị giác, gây đau đớn và khiến bé lười bú. Thậm chí một số bé còn bỏ bú. Tiếp theo là mẹ có thói quen cho trẻ bú không tốt. Mẹ lưu ý không nên cho trẻ bú trong một thời gian dài, bú quá nhiều trong một cứ bú, vì như vậy sẽ khiến trẻ cảm thấy chán và bú ít dần vào những cứ sau. Nên cho trẻ bú theo nhu cầu, khi trẻ đã bú đủ thì không nên ép trẻ bú thêm. Ngoài ra, cho trẻ bú đúng lúc, đúng cứ là một trong những nguyên nhân trẻ sơ sinh biếng bú. Do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh, việc lạm dụng thuốc kháng sinh khi trẻ bị viêm đường hô hấp cũng chính là nguyên nhân tại sao trẻ biếng bú. Nếu bắt bác sĩ phải dùng thuốc kháng sinh để điều trị, bố mẹ cần cho trẻ sử dụng đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ, không nên tự ý mua thuốc cho bé sử dụng. Mẹ cũng cần nhớ tuyệt đối không hòa thuốc vào sữa cho trẻ bú, bởi nó sẽ có thể gây ám ảnh và khiến bé sợ bú. Do mùi sữa mẹ bị thay đổi, chế độ ăn uống của mẹ có thể làm thay đổi mùi vị sữa mẹ. Thức ăn nhiều gia vị, nặng mùi, cay hay quá cay, uống rượu bia và uống cà phê, sữa mẹ bảo quản trong tủ lạnh không đúng cách làm thay đổi chất lượng và mùi vị của sữa cũng là nguyên nhân khiến trẻ biếng bú. Hay trẻ sơ sinh sợ bú mẹ khi bầu ngực của mẹ có mùi vị lạ, khi mẹ dùng nước hoa, hoa kem dưỡng da hay kem thoa ngực. Trẻ biếng ăn sinh lý. Từ ngày xưa ông bà ta đã có câu 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò và 9 tháng lò cò biết đi. Giai đoạn 2 đến 3 tháng tuổi là giai đoạn trẻ bắt đầu tập lẫy. Do đó trong thời gian này có thể trẻ sẽ có dấu hiệu biếng bú. Trẻ sơ sinh biếng ăn bẩm sinh. Tỷ lệ trẻ sơ sinh biếng ăn bẩm sinh chiếm khoảng dưới 5%. Trẻ sơ sinh chỉ thích ngủ và không bao giờ đòi bú. Mẹ phải làm sao khi trẻ biếng bú? Đối với trẻ bú mẹ hoàn toàn, theo dõi kiểm tra chế độ ăn uống của mẹ để đảm bảo nguồn sữa mẹ vừa đủ chất và vừa đủ lượng, cung cấp đủ dinh dưỡng cho bé. Sữa mẹ bảo quản trong tủ lạnh cần được bảo quản đúng cách, không được trữ sữa trong bình. Cho trẻ bú đủ đúng tư thế. Mẹ cần cho trẻ bú đúng tư thế, tạo cảm giác thoải mái cho trẻ, hơn nữa là để sữa mẹ ra đều hơn. Tạo thói quen bú cho trẻ, chia nhỏ thành nhiều cữ trong ngày, các cữ cách nhau khoảng 3 tiếng và nên cho trẻ ti mẹ trực tiếp, tránh để trẻ quá đói rồi mới bú. Khi trẻ đã bú đủ, mẹ không nên cố ép trẻ bú thêm để gây nôn chớ. Điều trị bệnh kịp thời cho trẻ. Khi trẻ có những biểu hiện khó chịu hay cơ thể có những triệu chứng bất thường, bạn cần theo dõi kiểm tra để tình trạng bệnh lý và có biện pháp
xử lý kịp thời để trẻ không bị mệt mỏi gây ra chán ăn. Nếu nghi ngờ trẻ có nhiễm khuẩn tai mũi họng, bạn cần cho bé đi kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân chính xác. Nếu phát hiện trẻ bị tơ lưỡi, mẹ dùng nước muối sinh lý và dùng miếng gạc nhỏ cuốn vào tay út, thấm vào nước muối sinh lý, vệ sinh nhẹ nhàng lưỡi và vùng khoang miệng cho bé. Đối với trẻ bú ngoài, trong trường hợp sữa mẹ ít hoặc sữa mất sữa, trẻ phải bú sữa ngoài, mẹ nên theo dõi và chọn loại sữa phù hợp khẩu vị của trẻ và nhưng vẫn cần đảm bảo chất lượng đáp ứng đủ thành phần dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Khi cho trẻ làm quen với sữa công thức, mẹ cần chọn bình bú, chất liệu và kích cỡ đầu bú phù hợp với trẻ. Cần chú ý khoảng cách giữa các cứ bú và liều lượng bú của trẻ để điều chỉnh và cho phù hợp. Và trên đây mình đã chia sẻ một số nguyên nhân khiến cho trẻ biếng bú và các cái giải pháp để giúp mẹ cải thiện cái tình trạng biếng bú ở trẻ sơ sinh. Các mẹ nhớ tham khảo và làm theo nhé. Chúc các mẹ thành công. Cảm ơn các mẹ đã xem video. Nhớ ấn like và chia sẻ giúp mình nhé.